Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì bây giờ đã 4 giờ rưỡi chiều, gần 5 giờ rồi. Thì mình đang có mặt ở tại một cái làng quê. Làng quê này là thuộc thôn Quảng Đế nha. Thôn Quảng Đế hay là thôn Bình Thạnh Nam, xóm Quảng Đế nè, xã Xuân Bình, thị xã Xuân Cầu, tỉnh Phú Yên. Thì mình đang đi trên con đường bê tông đi ra ngoài khu vực đồng ruộng, chiều nó rất là mát. Sau đây mình review lòng vòng gửi đến cô chú anh chị các bạn xem nha, cái khung cảnh một góc của cái làng Quảng Đế vào buổi chiều rất là bình yên. Rồi giờ mình bắt đầu đây. Đây là con đường bê tông, con đường từ trong cái đường chính của thôn chạy ra ngoài đồng, đường bê tông nhỏ nhỏ. Đây mình ra ngoài đồng có cái đám lúa này đang gặt rồi, đang gặt đây. Đám này cũng nhỏ nhỏ thôi, thì ở đây cũng có một số đám thì cũng gặt rồi nha, một số đám thì đang tiếp tục là già chín. Thì lúa ở đây nó cũng nhỏ nhỏ thôi, lúa cây lúa nó thấp nó nhỏ. Đây, phía xa xa phía trước mặt của bạn kia là núi, cái dãy núi. Đám này thì đang chín. Dạo tiếp nha, chiều thoáng mát. Đó là cái đó. Buổi chiều ra ngoài đồng này nó rất là vắng, giờ người ta đi làm về hết rồi. Có những cái đám này sao cỏ không à? Đám này không có lúa. Không làm mà sao. Thỉnh thoảng có đám ruộng, bây giờ thấy mới có xạ, cái đám này mới xạ xong mà mới xạ mới mạ nó mới lên rồi, nhỏ nhỏ. Kì có con cò đen hay sao? Đứng im ru luôn. Này, cò đen đứng kia. Bay á. Chịu ra đây, chim nó kêu ríu rít luôn á. Chim sẻ trong các cái bụi rậm kia. Tiếng chim sẻ ở đây, trong này gần như có sáo sao. Tiếng chim sáo. Sáo sậu. Ồ, cái đám này thấy lúa rất tốt. Đám này tốt. Đám này lúa đang bắt đầu trổ. Nhìn rất đẹp. Yeah. Quá đẹp luôn. Đám này ở trong có nước, trong đám nó có nước, không biết là có cá hay không. Trước kia ruộng mà có nước cái này có rất nhiều cá nha, có cá rô, thậm chí có cả tôm nữa nha, tôm ở trong ruộng.
trong đất giờ chắc không còn. Nhờ phía bên trong đây giờ lên sát sát cái chân núi, phía gần gần cái chân núi nó có một con suối. Suối trong này có lẽ không còn nước nữa. Chim sáo bay quá trời luôn. Quay sáo nó kêu nhiều quá. Lại cái cây kia mình, cây cỡ sáo nè. Sao sậu quá, sao sao sậu quá. Đây là sao sậu. Sao nó ở cái cây này nè. Thời tối nó bay vào cái các cái vườn dừa phía trong xóm ấy. Bay vào trong đó nó ngủ trong đó. Đây, wow, sáo nhiều à. Sáo hay là cu cu xanh nha. Rất là nhiều luôn nha, đậu trên cây. Cây đó là cái cây cày, cây cày, cây trên Tây Nguyên gọi là cây cây cơ ni. Nó sao bay á. Sát phi phát, sát phi sát đằng này là có con suối. Đây có ăn đám đây là chín vàng ươm đẹp quá. Chín vàng này. Đám này chín vàng ươm luôn. Làm thấy không? Chín vàng rực luôn nha. Đây, chín vàng. Rất là đẹp. Đồng này thấy duy nhất có cái đám này chín đi. Hiện tại bây giờ đám này chín vàng luôn. Còn nhiều còn lại lúa vẫn còn xanh. Đám này giờ cỏ không, người ta không làm lúa, cỏ không. Đây trồng cỏ nuôi bò sao. Ánh mặt trời chiều, hoàng hôn đang dần xuống. Mình đi ngược theo ánh mặt trời nha. Đây chỉ là một khu vực các bạn, đây là chỉ là một khu vực đồng ruộng của thôn Bình Thạnh Nam, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên nha. Thì vị trí đây nó nằm ở cái khu vực là
nằm ở cái khu vực là phía phía tây bắc của thị xã Sông Cầu. Nó giáp với Xuân Lộc này, giáp với Sông Cầu. Từ đây đi vào trung tâm thị xã Sông Cầu chưa đầy 10 km, rất là gần. Tối nay mình vào thị xã Sông Cầu, mình review gửi đến cô chú anh chị các bạn cùng xem thị xã Sông Cầu những ngày này về đêm, không biết nó có đông người, có đẹp hay không. Wow, chim quá trời chim luôn. Wow, chim bay. Trước kia có các cô nàng kìa. Các cô nàng đang dạo chơi kìa. Ai à.